Rồi vậy nè, MTV ngồi xuống khó đi. Quá. Cái khoản khó mà bolero á thì MTV không có cửa so với trời cô ơi, Tiên với lại cô Thảo. Trời cho ơi. Nên là dẹp các chú qua một bên khỏi cuộc chơi này đi. Không có cần các chú. Các bé vẫn chưa chọn đứng. Ai. Cô đi ra đây đứng. Dạ. Yeah. Cô rất là ngoan ngoãn đứng đây. Dạ cô Tiên. À, cô Thảo. Dạ cô Tiên. Cô Thảo nhớ là nếu như các bé mà về với đội cô Thảo, dạ, cô mà Tiên. Không có một cái album tuổi học trò nào cho các bé là cô Tiên sẽ lên truyền thông, cô Tiên làm rùm beng lên. Dạ, cô Thảo được cái là tuổi đời già rồi và tuổi nghề cũng già rồi. Khi mà nói ra là phải giữ lời, bởi vì đây là sóng truyền hình đó mà sóng truyền hình Vĩnh Long đó là cái sóng truyền hình mà không phải là chỉ có Việt Nam đang rất là hot, mà sóng truyền hình Vĩnh Long nó đang hot luôn cả ở Hoa Kỳ. Vì vậy lời nói của cô Thảo rất là giá trị, bởi vì cô nói là cô phải làm. Nếu cô không có làm ở giữa sóng truyền hình này, cô sẽ không có được thêm 25 năm nữa trong nghề. Xin hết. 25 năm nữa thì chắc chắn là không có rồi đó con. Tại cô vì đã chuyển đó, qua là bây cái là giờ cực khác là rồi. Bao nhiêu tuổi, 25 năm nữa đề thì nghị cô không được nghĩ 2 là tuổi. Có thể răng của Thảo đau rụng. Các cô nói rất là xí cho 2 phút quảng cáo. Hiện nay chồng của cô Thảo đang làm về lĩnh vực nha khoa cho nên không bao giờ sợ răng rụng. Oh yeah.